để giải trí. Tuy nhiên thì trong một ngày các bạn không nên dành quá nhiều thời gian để chơi game đâu, bởi vì có thể ảnh hưởng đến mắt rồi sức khỏe của chúng mình nữa nha. Mỗi ngày khi mà học tập thật là căng thẳng và mệt mỏi rồi, chúng mình muốn chơi game để giải trí thì chúng mình chỉ nên dành ra 5 đến 10 phút để giải trí bằng cách chơi game thôi nha. Nè siêu anh hùng, sao cậu chạy đi đâu đấy? Mà quần áo của cậu đâu? Wow, cậu là người khổng lồ xanh à? Tại sao những bộ phận của cậu ấy lại rơi ra cái kia? Khi mà mình mới tất cả các siêu anh hùng ấy đều bị những tên người xấu ấy phá hết những cái bộ phận rồi. Bây giờ chúng mình phải đi tìm thầy và đi chiến đấu với hắn đây. Wow vậy à? Cố lên nha, cố lên. Hey. Bởi vì sao mình là fan người nhện mà. Ok nha các bạn nha. Rồi bây giờ
giờ ấy thì tăng lực chạy nè, rồi tăng tấn công nè, ok nè, bây giờ thì mình sẽ đi nha. Wow, mình phải giúp tất cả các siêu anh hùng ấy có thể lấy lại được những bộ phận của mình các bạn ạ. À, áo ráp, áo giáp, bộ phận áo giáp, quần áo giáp ấy các bạn ơi. Ồ, rồi lại còn đi hạ những cái tên xấu xa các bạn ơi, những tên xấu xa đấy cực kỳ nguy hiểm. Ôi tôi chết rồi, mình đi nhầm chân rồi các bạn ơi. À, đã đi nhầm chân lại còn đi nhầm tay nữa. Người nhện ơi là người nhện, mới gặp nhau mà thế nào số đen vậy người nhện ơi. Rồi người nhện đâu, người nhện đâu, đây nè các bạn ơi. Rồi quần áo trang phục quên, là bây giờ mình phải chọn lại từ đầu đấy các bạn ơi. Rồi đây rồi, đây rồi, đây rồi, chân nè, chân nè, một cái chân nữa nè các bạn ơi. Yeah 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 yeah, tên xấu kia người hay đợi đây. Mình ấy là lên tận ngàn cây số bạn ạ. Rồi ok, tiếp nha. Hình như là chuẩn bị mở ra nhân vật mới thì phải. Không biết là nhân vật tiếp theo của các siêu anh hùng sẽ là ai đây. Người nhẹ ơi, cố lên nha. Và các bạn biết không, trên đường đi ấy là những tên người xấu đã lập lên những cái kiểu như là cái bẫy để ngăn cản những siêu anh hùng có thể đi đến đích các bạn ạ. Đây nè, đó các bạn thấy không, bẫy búa nè. Rồi cái bẫy gì kia hình như là bẫy không chung các bạn ơi. Nhưng mà người nhện mà, là người nhện có tơ nhện nên là không lo. Nhảy rất là xa luôn. Ui cái tay, cái tay, cái tay. Đúng rồi, cái tay đây nè. Cái chân, cái chân, cái chân. Bắt lấy cái chân, tóm lấy cái tay, túm lại cái đầu. Rồi bây giờ chỉ còn thiếu mỗi cái chân nữa thôi các bạn ơi. Hình như cái chân đằng trước nè. Rồi tên người xấu kia, người hãy đợi đấy. Người có biết không, người nhện chính là một siêu anh hùng mạnh nhất trong những siêu anh hùng mạnh nhất. Hay à! Tăng 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 tăng. Wow! Mở ra cái gì đây các bạn ơi? Hình như là thò thì phải á. Rồi ok. Thò này các bạn ơi. Rồi, thò là có cái búa sắt nè các bạn ơi. Nhưng mà lần này không biết là Thor có cái búa sắt không. Mình chỉ đi tìm những cái bộ phận áo giáp rồi các bạn nha. Ok, đây nè, đó. Bẫy nè các bạn ơi. Bẫy tên lửa luôn nè. Ui nè, đó. Tưởng gì chứ Thor mắt tinh như chớp các bạn ạ. Ok, đi nè. Rồi, quần áo này, áo đen này các bạn ơi. Rồi, đó, bên này một tay nữa nè. Ui rất là xấu các bạn ơi. Ui.